Mến chào quý anh chị, là lại em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên gia hàng Ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Vị trí em đang đứng đây là cách chợ Hòa Long đâu đó khoảng tầm vài trăm mét thôi ha. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Thì hôm nay em có sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một dãy phòng trọ ha. Mặt tiền đường nhựa, gần chợ, gần trường học, gần khu công nghiệp luôn ha. Đây cho quý anh chị. Thì hiện tại nguyên dãy phòng trọ mình đang thu nhập là 5,2 triệu một tháng ha. Tổng diện tích của mình là 242 m, bán mặt tiền đây là 7 m, sâu vào trong là 37 m, tổng diện tích của mình là 242 m², chủ đã lên là 80 m thổ cư rồi ha. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, quay về hướng đông nam, rất thích hợp cho anh chị về đây có thể là cho thuê hoặc là mình đặt ra mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Tại vì đất của mình là quay về hướng đông nam là hướng khá là mát rồi ha. Thì trên căn nhà của mình là hiện tại là có một phòng là quay về mặt tiền đường nhựa ha, còn lại là 4 phòng ở trong luôn nha quý anh chị, tổng hết là 5 phòng quý anh chị ha. Mỗi phòng diện tích đâu đó khoảng tầm 25 m² ha. Rồi bây giờ em sẽ quay vào cho quý anh chị xem. Đối diện mình là nguyên một căn nhà vườn thôi ha. Nói chung ở đây thì khu dân cư đông đúc rồi. Đây là một phòng này. Đây là phòng thứ hai, đang cho thuê kín hết cho nhau quý anh chị. Và đây là phòng thứ ba. Ở đây phòng rất rộng luôn quý anh chị. Ở đây phòng thứ tư. Và đây là phòng thứ năm. Tới đây là hết nha quý vị, tới cái cửa kia là hết, còn cái nhà phía sau cửa kia là quay về hướng bên kia ha. Mình tới đây là hết rồi. Có toilet đầy đủ nha quý vị, mỗi phòng là có toilet riêng hết nha. Phòng tại vì hiện tại người ta đang ở trong nên là em không có quay vào trong được ha. Thì trên quy hoạch của mình đó quý anh chị, là đường Võ Văn Kiệt sau này nó bắn qua đây nè. Đó, đứng đây ha. Đứng đây là mình nhìn thấy đường Võ Văn Kiệt luôn. Đường rẽ trái là đi về ngay trung tâm của thành phố Bà Rịa, về bệnh viện Bà Rịa ha. Còn rẽ phải là đi về tỉnh lộ 52, đi về đất đỏ Long Tân, đi về biển Phước Hải nha quý anh chị. Tí nữa em sẽ soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đường Võ Văn Kiệt nó sẽ bắn sát với mình luôn ha. Còn hướng ngược lại đi ra đây, đi ra chợ, đi ra đường Hương Lộ 2. Mình cách đường Hương Lộ 2 chuẩn bị mở rộng đây đâu đó khoảng tầm là 200 m thôi. Thì cái đường Hương Lộ 2 đó là đường huyết mạch rồi. Mình rẽ phải là về chợ Hòa Long ha. Còn rẽ trái là đi về chợ Long Điền, về ngã năm Long Điền, đi về Long Hải ha. Cách biển Long Hải chỉ hầm 20 phút đi xe thôi quý anh chị. Khá là gần ha. Thì cái vị trí của mình thực ra là đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 80 km thôi quý anh chị. Đi khoảng tầm hơn 1 giờ đồng hồ ha. Và đặc biệt là mình cách đường dẫn cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Biên Hòa, đi về Đồng Nai, đi ngang qua vị trí của mình là đi về vòng xoay Hòa Long. Và mình cách cái đường dẫn cao tốc đó khoảng tầm là hơn 1 km là đến đường dẫn cao tốc rồi ha. Khá là gần nha quý anh chị. Nói chung là vị trí đường này là hai ô tô né nhau thoải mái nha. Đường này khoảng tầm 7 m. Đây có chiếc ô tô đậu như vậy. Kế bên mình là nguyên một căn nhà vườn. Mái thái cũng cực kỳ đẹp luôn. Nói chung ở đây là rất là sạch sẽ và an ninh. Và khu dân cư là kín hết rồi ha. Bây giờ em sẽ quay từ vị trí căn nhà của mình đi ra đường Hương Lộ 2 cho quý anh chị xem ha. Đây quý anh chị. Thì ở đây quý anh chị thấy là khu dân cư là kín hết rồi ha. Hai bên là người ta ở kín hết rồi. Tại vì mình là nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long, gần bệnh viện mới đây nha quý anh chị. Mình cách bệnh viện mới đây đâu đó khoảng tầm là chưa tới 1 km ha. Khoảng tầm 700 m là tới bệnh viện mới rồi. Thì trên quy hoạch của mình là hướng ngược lại là cách khoảng tầm là chưa tới 100 m là có đường Võ Văn Kiệt nha quý anh chị. Tí nữa em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, ra đây hơn 100 m là tới đường Hương Lộ 2 rồi quý anh chị. Rẽ phải là về chợ Hòa Long, đi về trung tâm thành phố Bà Rịa ha. Còn rẽ trái đây là đi về chợ Long Điền. Đó, phía bên tay trái quý anh chị là khu Lan Anh 4 ha. Đây, mình là bên hông của khu dân cư Lan Anh 4 nha quý anh chị. Đường bàn cờ thông thương hết rồi. Mình rẽ vào đây, rẽ vào đây một chút xíu thôi. Cách khoảng tầm là chưa tới 200 m là tới cái sản phẩm của mình nha quý anh chị.
Và đường Hương lộ 2 này cũng chuẩn bị mở rộng rồi quý anh chị ha, tại vì nhà nước đã bỏ cống này, thả cống hết rồi, chuẩn bị làm mở rộng ra là 35m nha quý anh chị. Đó, hướng này là đi về biển Long Hải này, cách biển Long Hải đâu đó khoảng tầm là 20 phút đi xe là đến rồi quý anh chị. Đó. Mình là thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Bây giờ em sẽ quay sổ cho quý anh chị xem. Đây, mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha quý anh chị. Sổ mới tinh luôn. Sổ là 2024 luôn nha quý anh chị. Chủ mới cấp đổi sổ mới luôn ha. À, thửa đất số là 1412, tờ bản đồ số 15. Địa chỉ là xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tổng diện tích là 242,8 m². Hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 80 mét thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình. Thì nhà của mình là quay về hướng đông nam nha quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa ngang 7, sâu là 37 mét ha. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. À, có chứng chỉ quy hoạch đầy đủ nha quý anh chị. Và đây là chứng chỉ quy hoạch của mình nha quý anh chị. À, anh chị quan tâm thì inbox Zalo em gửi chứng chỉ quy hoạch rồi sổ pháp lý cho quý anh chị xem ha. Và đây là bản quy hoạch của mình quý anh chị. Ngang là 7m, sâu 37m ha. Tổng diện tích là 242,8 là đất ở đô thị toàn bộ ha. Thì đây, đã cho quý anh chị xem mình cách chỉ có vài chục mét thôi quý anh chị. Ở đây, cách một cái lô đất này là tới cái đường Võ Văn Kiệt. Đây quý anh chị, đây, mình cách vài chục mét là tới ngã tư ha. Đó, đường này là đường Võ Văn Kiệt nha quý anh chị. Đó, đây, cho quý anh chị xem nè. Đường Võ Văn Kiệt đã làm đây nha. Thì sau này nó bắn ngang qua vị trí của mình. Đây là đất mình đây ha, nó bắn ngang qua đây luôn. Đó, đường đó đã làm chờ sẵn rồi nha quý chị. Đây nó bắn ngang. Nó bắn ngang qua đây luôn. Đó, đi về Long Phước nha quý chị. Đó, đi về Long Tân. Đó, mình cách con đường Võ Văn Kiệt đây chuẩn bị mở rộng đây là khoảng tầm vài chục mét thôi. Khá là gần quý chị ha. Khi mà làm con đường này là đi vào cái căn nhà của mình rất là gần luôn quý chị. Đó, rải vào đây vài chục mét là đến rồi ha. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm căn dãy phòng trọ này thì inbox liền cho em. Nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa mà giá cực kỳ hời luôn quý vị. À, giá chỉ có 2.250.000.000 mà giá cực kỳ hời quý vị. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý vị.